Tịnh thất Quan Âm tọa lạc tại suối 2, ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Được xây dựng từ năm 2006, do sư cô Thích Nữ Diệu Thông trụ trì. Đây cũng là mái ấm tình thương nuôi dưỡng những trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi. Đi theo con đường đất đỏ cách xa đường quốc lộ 51 hơn 7 cây số, Tịnh thất Quan Âm nằm ẩn mình giữa những hàng cây xanh mát, tạo nên một không gian thật sự thanh tịnh và yên bình. Chiều ngày 17 tháng 10 năm 2015, nhằm ngày mùng 5 tháng 9 năm Ất Mùi, tại đây đã diễn ra buổi lễ cầu an và cầu siêu. Cầu an có nghĩa là mong cầu sự bình an, may mắn, an lạc cho mọi người. Theo Đức Phật, để được sức khỏe, tai qua nạn khỏi và sự an lạc nội tâm thì mỗi người phải tự trau dồi đời sống đạo đức và trí tuệ, phát huy các hạnh lợi tha, giúp đỡ mọi người, sống an trụ vào hiện tại, lấy chánh niệm và sự tỉnh thức làm phương châm của cuộc sống. Được như vậy thì sự an lạc sẽ hiện diện như một người bạn đồng hành của ta trong cuộc đời. Cầu siêu có nghĩa là mong cầu cho vong linh của người chết được siêu thoát khỏi các cảnh giới khổ đau, trong địa ngục và sanh về thế giới chư Phật. Để được siêu thoát, mỗi người phải tự trang bị cho mình các hành trang đạo đức khi còn khỏe mạnh, để khi cơn vô thường chợt đến thì nghiệp lực sẽ dẫn dắt chúng ta tái sanh trong lục đạo luân hồi. Sinh tội bằng nào.
trình văn nghệ khánh thành Đài Quan Âm Cát với các tiết mục văn nghệ đặc sắc nhiều thể loại, nhằm bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát của những người con Phật. Nhưng mà tới đây gặp quý vị là vui lắm rồi, và đặc biệt là có các em nhỏ. Cho anh dấu anh không đẹp trai, mẹ tôi lớn lên trong mái tranh và sông tóc đưa xưa đêm nằm nhớ nhà nhớ thương tình bạn. Con vẫn là con mẹ thương yêu xanh xanh mái đầu. Thank you.
9 tháng 10 năm 2015, nhằm mùng 6 tháng 9 năm Ất Mùi. Tại tỉnh Thất Quan Âm đã diễn ra lễ an vị, khánh thành tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Quang Lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa Thượng trụ trì Chùa Huệ Minh, Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Hưng, Thượng Tọa trụ trì Chùa Pháp Vân, Sư Cô Thích Nữ Diệu Thông trụ trì tỉnh Thất Quan Âm, cùng đông đảo Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trụ trì từ các chùa, tịnh xá, tỉnh thất trong và ngoài huyện cùng các Phật tử thập phương về tham dự đại lễ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Bạn tổ chức thành tâm phụng Phật thỉnh chúng tăng ni tổ du án tiền quán thế âm thì từ thiết lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ thân tâm thường lạc tội diệt phước sanh Bồ Đề tâm tăng trưởng. Đệ tử chúng đang thành tâm phụng thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm giáng lâm đạo tràng chứng minh công đức. Nam mô Đăng Bảo Tọa Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đăng Bảo Tọa Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đăng Bảo Tọa Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì từ gia hộ tế thứ Ất Mùi niên cửu ngoạt thập sơ lục nhật, phụng vì đệ tử chúng đáng hiệp chư thiện nam tín nữ Phật tử đồng thành tâm khấu thủ thập phương thường trụ tam bảo kim liên tọa hạ thác đại chứng minh. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh đại hỷ đại xá tế hàm thức tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm chúng đáng chi tâm quy mạng lễ nhất tâm đành lễ. Nam mô tận thập phương biến pháp giới hóa hiền vị lai chư Phật đà gia tôn. Chi tâm đành lễ. Nam mô tận thập phương biến pháp giới hóa hiền vị lai chư Đạt Ma gia tôn.
Di tâm thanh lễ Nam Mô Tận Thập Phương Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Chư Tăng Già Già Tôn. Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên tòa sen được chạm trổ tinh xảo. Ánh mắt nhìn xuống đầy từ bi của Ngài, luôn sẵn sàng phổ độ cứu giúp chúng sanh. Tay phải Ngài bắt ấn tam muội, tay trái cầm bình thanh tịnh sẽ đem an vui đến cho vạn loài, dìu dắt chúng sanh thoát khỏi biển khổ, sông mê để quay về với Phật tính vốn có của mình. Trước nghi lễ linh thiêng, với những tấm lòng chí thành, chí kính, kim thân Ngài đã hiển hiện sắc tướng đoan nghiêm, kết tinh của vô lượng công đức cao cả, do công phu tu tập trong nhiều đời nhiều kiếp mà thành tựu. Với bi nguyện rộng lớn, Ngài đi vào thế giới ta bà, giúp con người biết yêu thương, gần gũi nhau hơn, biết lắng nghe nỗi khổ và chia sẻ cảm thông. 12 nguyện lớn của Ngài là bức thông điệp đem lại thanh bình, an lạc và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Buổi lễ kết thúc thành tựu đã để lại những ý nghĩa thiêng liêng và ấn tượng sâu sắc. Qua đó, mọi người cảm nhận được hành nguyện độ sanh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cũng chính là phương châm phụng sự chúng sanh của những người con Phật chúng ta ngày nay. Cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các Phật tử gần xa đã đóng góp tịnh tài, tịnh vật cho việc tu đắp tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi buổi lễ cúng ngọ Phật là phần cúng dường cho chư tăng đại đức chứng minh buổi lễ và một buổi trưa khóa đường chay cho các chư tôn đại đức. Thank you.
Phật chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Chúng con nhớ lời Phật dạy, thân người có được, tam bảo có kết duyên. Nhưng ở kiếp này, chúng con đã có được đầy đủ phước báo, làm được thân người và kết duyên với Phật Pháp. Thương Thế Cửa, chúng con được sự gia hộ của Bồ Tát Quán Thế Âm, giúp cho cuộc sống được nhiều niềm vui và an lạc. Hôm nay, tâm nguyện của chúng con đã được hoàn thành, niềm vui mừng không sao tả được. Chúng con đã được sự hướng dẫn của sư cô trụ trì, phân tịnh chư tôn hiền đức đại tăng, thiết lập tàn tràng, em dị kim thân đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chư cao đức đã vì Phật tử chúng con đáp lời cũng cầu biết ta. Thần khẩn này, Quan Lâm về đây nhất tâm chú nguyện, cho chúng con được ân riêng công đức. Chúng con không biết lấy chi đền đáp. Phật tử chúng con một dạ chí thành, biết lễ trai tăng, hành kính dâng lên cúng dường tam bảo và hiện tiền chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính ngưỡng con chư tôn đức từ bi quan hỷ chứng minh nạp họ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Chư Phật và theo tiếng kệ lời kinh của chư tăng nhằm giúp chúng sanh biết rõ đường lành, thoát cảnh đau khổ, nghiệp báo. Trai đàn được tổ chức chu đáo, trang nghiêm. Đây là dịp nhắc nhở cho các Phật tử trong giờ phút thiêng liêng đó hãy thành tâm sám hối và cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền, tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng được siêu sanh về cõi Phật. Thank you.
Đây là một đại lễ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn mang đậm nét nhân văn cao cả. Nguyện cầu tất cả chúng sanh hữu hình và vô hình đều hướng về đạo vô thượng Bồ Đề, giác ngộ, giải thoát.